Quý vị, và hôm nay chúng tôi tiếp tục cái gọi là giải ảo về lịch sử. Kỳ trước khi mà nói về cái hiện tượng gọi là tự Hán hóa của một thành phần trí thức có học hay có quyền của đất nước chúng ta, và qua phần 2 thì tôi nói về cái tình trạng gọi là tự Hán hóa còn kịch liệt hơn nữa của cái thời đại ngày hôm nay đó. Thì có một số người dư luận viên hiện tụ biết từ đâu ra rồi, họ có vẻ họ khó chịu và họ đòi tranh luận. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không có thời giờ để thuyết phục những cái người mà đằng nào họ cũng có những cái thiên kiến của họ. Và vì vậy đó, hôm nay đó là tôi tiếp tục lại cái phần gọi là giải ảo lịch sử. Trước tiên đã nói về lịch sử thì tôi được xin được nhắc đến lời của một nhà thơ người Anh vào tiền bán thế kỷ thứ 20. Đây, ông ta đã là Stephen Spender, đã được phong tước quý tộc của đế quốc Anh, vương quốc Anh đã do những cái cống hiến văn hóa của ông ta cho quốc gia đó. Thì tôi nhớ lại đến cái câu của ông ta, nó lại có cái ý nghĩa gọi là tiên tri cho nhiều thuyền nhân người Việt của chúng ta ngày nay. Lịch sử đó là con tàu chuyên chở ký ức sinh động của chúng ta vào tương lai. Và cái ký ức đó, thật sự ra đó, tôi nghĩ rằng là nó vẫn chi phối chúng ta và trở thành một phần của cái lịch sử của một cái quần thể, của một cái tập thể. Nhưng mà nếu mà trong cái kho ký ức tập thể đó đó lại có những lỗ hổng hoặc là những nhận thức sai đó, thì mình phải nêu lên, nói ra để mọi người cùng phán đoán, suy xét. Và nếu mà thấy rằng là đúng đó, thì đào sâu thêm, giải thích thêm cho nó rõ ràng hơn. Đó, như vậy đó thì mới có thể là vẽ ra được cái tương lai của dân tộc chúng ta. Cái thứ nhì nữa là tôi lại nhớ đến hai ông bà học giả Will và Ariel Durant, người Mỹ. Hai vị học giả đó nói như sau về nước Mỹ mà con cháu chúng ta đó là những đứa trẻ mà đang sống ở đến trên nước Mỹ này đó, cũng nên để ý một chút. Ông nói rằng là người Mỹ chúng ta là những kẻ có thông tin đầy đủ nhất địa cầu về những biến cố vừa mới xảy ra trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Nhưng mà người Mỹ chúng ta đã không là những người hiểu biết nhất về các biến cố của 60 thế kỷ vừa qua. Tôi nghĩ 60 thế kỷ cũng quá dài, 60 năm không thôi đó, nhiều người Mỹ cũng còn mù mờ nữa. Thành ra chúng ta tiếp tục đó là phải có cái gọi là một có cái nhu cầu đó là giải ảo về lịch sử. Đó là cái lý do mà động để cho thế thế hệ về sau đó là không có hiểu lầm nữa. Hoặc là như là kỳ trước tôi nói, tôi dùng cái chữ chữ của nhà Phật đó, là nhận giặc làm cha đó. Và cái đó thì có thể rằng là nhiều người ở trong nước bây giờ khó chịu về cái câu đó, nhưng mà sự thật tôi nghĩ rằng là nó đúng. À, bây giờ đó đó là tôi xin nói về cái gọi là cái ý thức lịch sử đó. Chúng ta quen thường thường để ý đến những cái biến cố nó xảy ra gần mình hơn là những cái biến cố ở xa, dù rằng là những cái biến cố ở xa đó đó có khi nó đưa đến những cái thay đổi lớn. Nếu mà mình nhìn lại, thí dụ như là Ngô Vương Quyền đã đánh thắng quân Nam Hán ở trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đó đó. Nó đưa đất nước chúng ta ra khỏi 1050 năm Bắc thuộc của nước Tàu. Và từ đó đó là chúng ta có những cái thay đổi lớn. Kế tiếp Ngô Quyền thì đến Lý Công Uẩn chẳng hạn đó đó. Sau đó, sau Ngô Quyền có chừng 70 năm đó, cũng tạo ra những cái thay đổi lớn và nó chi phối đất nước chúng ta nhiều hơn là những cái biến cố mà nó có thể nó xảy ra gần đây hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ nhớ đến chuyện gần thì chúng ta không nhớ đến chuyện xa. Thì bây giờ ra nói về cái ý thức lịch sử thì tôi xin tạm chấp nhận hay là tạm đề nghị rằng là chúng ta có vào khoảng chừng 4.000 năm lịch sử. Sau này có thể rằng là những cái phát giác mới, khám phá mới về khảo cổ học hay về nhân chủng học đó, đây có thể rằng là
cho chúng ta biết rõ hơn một chút về cái quá khứ của dân tộc Việt Nam. Có người thì nói đến cái thuyết Bắc Việt chẳng hạn, như đó là cái phần Việt duy nhất mà không có bị gọi là Hán hóa, không có bị người Tàu đồng hóa đó. Rồi có khi nếu mà về những nhân chủng học đó, người ta thấy rằng là có thể rằng là người Việt cổ đó, có thể rằng là người đa đảo hay là cái người Nam đảo, thí dụ như vậy đó. Thì chúng ta càng ngày càng biết rõ nhiều hơn một chút nữa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là trong 4.000 năm gọi là lịch sử đó đó, thì chúng ta có 2.000 năm đầu tiên đó là thời kỳ khuyết sử, tức là chưa có sử viết. Từ những cái nền văn minh khai quật được, thấy được qua những cái trống đồng vân vân gì đó chẳng hạn, như Phùng Nguyên qua đến văn minh về sau này chẳng hạn đó, đây dần dần chúng ta có thể biết rõ hơn một chút nữa. Nhưng mà tôi vẫn nhớ rằng là khi mà Mã Viện đó, đó thời Quang Vũ nhà Hán đó, đó là tấn công đất nước chúng ta và giết được hai bà Trưng đó đó, thì ông ta có nói rằng là cái luật lệ của cái giao chỉ, tức là của đất nước chúng ta vào thời đó đó, nó có 10 điều nó khác với lại cái luật lệ của nhà Hán. Thì không biết ông đọc thấy cái đó ở đâu, và cái 10 điều mà khác biệt đó đó, hay là cái hệ thống luật lệ đó của chúng ta đó viết bằng gì? Có thể chúng ta có tiếng Việt cổ, nó thô sơ hay là không chúng ta không rõ nó, nhưng mà về sau đó là nó bị tiêu diệt. Chứ chẳng lẽ đó, đó là thời đó 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 chúng ta không có chữ viết hay sao? Tôi nghĩ có thể có chữ viết mà mình không còn nữa, mình không biết rằng là họ viết như thế nào hết tất cả, nhưng mà cái ngôn ngữ nói đó đó thì nó có và nó vẫn tồn tại, và nó có khác với lại cái ngôn ngữ của người Trung Hoa, tiếng Quảng Đông hay là tiếng Phúc Kiến vân vân gì đó chẳng hạn, nó có khác. Và dân tộc chúng ta đó đó là vẫn cố duy trì cái khác biệt đó. Thì bây giờ đó là mình mất mất 2.000 năm đầu, mình không còn rõ nữa. Có thể nhờ những cái khoa học khác như là tôi trình bày đó là khảo cổ hay là nhân chủng học, có thể dần dần để tìm kiếm thêm, như là mỗi vài chục năm thì người ta lại đi tìm ra được một cái khía cạnh nào đó mà trước đó mình không rõ. 2.000 năm sau đó thì chúng ta có thể là chia ra làm hai phần. Nó có 1.000 năm đầu đó là bị Bắc thuộc, và 1.000 năm sau đó, tức là từ khi Ngô Quyền giành lại được nền độc lập vào năm 938 ở cái trận đánh sông Bạch Đằng đó, và 939 đó là tuyên bố độc lập đó, ra khỏi cái hệ thống cai trị của Tàu đó, thì chúng ta có cỡ chừng 1.000, 1.070 năm. Trong cái giai đoạn 1.070 năm đó, tôi tính cho đến bây giờ đó, cho nó dễ nhớ đó, thì chúng ta đã có một giai đoạn khá lâu đó, đó là vẫn bị ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, do những thành phần có học của đất nước chúng ta đó, đó là dùng luật lệ, dùng những cái tư tưởng hay là thói quen của người Tàu, thậm chí đó, đó là lấy sử Tàu làm sử ta nó chẳng hạn, rồi viết lại đó, tại vì nó mới gây ra những cái chuyện nó mù mờ đó. Rồi trong cái giai đoạn gọi là 1.070 năm đó, chúng ta đã có một cái thời kỳ mấy trăm năm đã tưởng rằng là thoát khỏi cái ảnh hưởng của người Tàu. Đó là từ khi Chúa Nguyễn Hoàng đi vào Thuận Hóa từ năm 1558 và mở mang trong vòng các chúa Nguyễn thời đó, đó trong vòng có 200 năm thôi, nhân gấp đôi diện tích của đất nước chúng ta trong cái gọi là trào lưu gọi là Nam Tiến đó. Thì trong cái thời đó đó, đó qua phần 2 tôi sẽ trình bày lại đó, đó là chúng ta có được một cái cơ hội thoát ra khỏi người Tàu. Cuối cùng sau cũng lại rớt lại vào cái vị trí cũ. Tức là từ khi Nguyễn Ánh thắng quân Tây Sơn đó, đó là trong 30 năm nội chiến từ 1771 cho đến 1802 đó, thì lại tự coi như mình là một cái nối tiếp của triều Lê ngày trước và đưa đất nước chúng ta lại trở lại vào cái thời kỳ gọi là tự Hán hóa đó, đó. Với cái luật lệ mà nó lại còn
chật hẹp, nó còn hà khắc hơn là cái thời cao điểm của cái trào lưu Hán hóa đó, đó từ thời Lê Thánh Tông với bộ luật Hồng Đức nữa. Thì cái bộ luật của Gia Long về sau này đó nó lại còn chật hẹp hơn nữa. Vì vậy đó, đó mà khi mà quân Pháp đi vào mấy chục năm sau, 60 năm sau đấy, 1858 tấn công vào Đà Nẵng đó, thì đất nước chúng ta lại bị rơi vào thời kỳ Pháp thuộc, bị chặt làm ba khúc. Mãi về sau này đó thì mới lại thống nhất được trở lại, mà lại thống nhất trở lại dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với những cái hậu quả nó ra làm sao thì bây giờ mọi người cũng đều đã thấy rồi. Thành ra chúng ta có thể rằng là nên ý thức được lịch sử nó là như vậy. Nó là 4.000 năm chia hai. Nửa đầu đó đó là đánh mất rồi. Nửa sau đó đó, 2.000 năm thì mất mất 1.000 năm đô hộ của Tàu. Rồi còn 1.000 năm đó đó thì là chúng ta xoay trở với nhau. Cũng vẫn có từ thời giữa đời Trần trở đi đó, đó là chúng ta đã tự Hán hóa và đưa đến cái tình trạng là không còn độc lập về tư tưởng hoặc là không có những cái sự khác biệt với lại người Tàu. Và chính cái đó nó cũng đã đưa đến cái tình trạng mà đất nước của chúng ta nó đã không phát triển, không mở mang ra thế giới bên ngoài. Có một cơ hội may mắn đó là vào thời ở đằng trong thì cũng không trong. Rồi đến thời nhà Nguyễn Sơ, tức là Gia Long Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức nữa đó, thì chúng ta lại trở lại cái vết sai lầm cũ. Thành ra cuối cùng nó không mở mang, không canh tân được, mặc dù đã có nhiều người đề nghị Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch đề nghị rằng là phải cải cách đi. Y hệt như là người Nhật cũng đã từng bị Hoa Kỳ uy hiếp, họ lật đật họ canh tân và họ ra khỏi cái tình trạng gọi là tự cô lập hay là tình trạng lạc hậu cũ. Và trong vòng mấy chục năm không thôi họ lại trở thành một cái cường quốc của cái vùng Đông Á, thậm chí còn tấn công cả nước Tàu và sau đó còn xâm lăng phần lãnh thổ của Trung Quốc nữa. Thì những cái đó đó là những cái mà chúng ta ý thức được thì chúng ta theo dõi, chúng ta tìm hiểu dần dần đó, đó mình mới thấy rằng là nó có những cái gì đó nó sai lầm đó, đó nó làm mà chúng ta không quyết định được tương lai của đất nước chúng ta đó, đó thì cái nó là một điều đáng tiếc. Mà nếu mà tôi có trình bày lại trong cái tinh thần giải ảo, nhiều khi đó đó là hơi khiêu khích một chút đó, chính là để chúng ta cố gắng phá vỡ cái lối suy nghĩ nó cổ điển hoặc là phá vỡ cái tình trạng là bưng bít ngày hôm nay, thì cái đó chúng ta có thể rằng là giúp cho thế hệ về sau đó, đó làm chủ được cái tương lai của mình. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mà cái ý thức về lịch sử đó, nó quan trọng. Và người Mỹ đó, đó nhiều anh chị em trẻ sống trong xã hội Mỹ đó, đó thì thấy rõ ràng rằng là Hoa Kỳ là một quốc gia rất trẻ, có hơn có 200 năm thôi. Họ không có cái ý thức về lịch sử tương tự như là nhiều dân tộc khác, là nhiều nền văn hóa khác. Trung Quốc, Ấn Độ, kể cả Hồi giáo nữa. Thì cái đó 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 là một cái nhược điểm. Đối chiếu với lại cái khả năng gọi là phê bình, đả phá, thay đổi, xoay chuyển, sáng tạo của xã hội Mỹ đó, làm cho nước Mỹ trở thành một siêu cường. Nhưng mà đụng đến lịch sử một cái đó là nước Mỹ lúng túng. Nhiều khi đó là can thiệp vào quốc gia khác mà không có cái ý thức về lịch sử. Có thể với thiện chí sau đó cũng lại thất bại hoặc là đưa ra những cái liều thuốc đổ bệnh như là chúng ta đã thấy trong cái cuộc chiến chống lại quân khủng bố Hồi giáo từ năm 2001 cho đến bây giờ, và trong làm cho cả một cái vùng Trung Đông đó, đó là nó bị chấn động hết cả. Cho đến giờ này đó 16, 17 năm sau đó nó vẫn chưa dứt. Thì chúng ta ý thức được cái chuyện đó, chúng ta cẩn thận hơn. Trong một kỳ trước thì tôi có giới thiệu một cái cuốn sách của một bà học giả có nói đến cái đó, đó là cái nền ngoại giao của Hoa Kỳ đó, đó. Khi tiếp cận với lại các cái nền văn minh khác hay các cái nền văn hóa khác đó, không có cái ý thức về lịch sử và không hiểu rõ những cái nền văn hóa đó, nhiều khi đó đó là có những cái sự vụng về, những cái sai lầm của họ.
Cái đó tôi cho rằng là nó là một điều nó đáng chú ý. Nhân đây thì tôi cũng chẳng phải xin nói này là trong cái hệ thống của chính trị và ngoại giao của Trung Cộng, của Bắc Kinh, họ có cái trường đảng của họ. Trong đó, đó là những cái thành phần trẻ mà ưu tú của họ đã đào tạo ra đó. Tập ăn nói, ăn uống và nói tiếng Anh nhưng mà với cách phát âm của người Mỹ, để cho đến khi mà có tiếp xúc với người Mỹ đó là thấy rõ ràng rằng là họ cũng mặc quần áo, đeo cái vắt lụa rồi sang và ăn nói đâu ra đấy, là cầm dao cầm dĩa các thứ đó, là rất là văn minh. Cái đó đó là họ chịu khó, họ huấn luyện tầng lớp ưu tú của họ để có thể đánh lừa được dư luận. Nhìn như vậy đó thì người Mỹ bình thường không bao giờ nghĩ rằng là đấy là những người cộng sản, và đấy là một cái chế độ độc tài, và đấy là một cái nền kinh tế đó là chưa có đi theo quy luật thị trường. Những người Mỹ đó có thể rằng bị hiểu lầm về cái chuyện đó, tại vì họ cố tình họ đánh lạc hướng người Mỹ. Cái đó tại vì họ cũng có một cái ý thức về lịch sử, họ tìm hiểu xã hội Hoa Kỳ, những cái ưu điểm nhược điểm ra làm sao, họ rút tỉa ra để họ đào tạo ra cái thành phần gọi là ưu tú ở trong Đảng Cộng sản của Trung Hoa của họ. Nếu mà mình thấy rằng là họ chuẩn bị như vậy đó, mà chính mình nữa thì mình lại ơ hờ, hoặc là thậm chí rất là đưa ra những cái trường hợp mà chúng ta đã nhìn thấy trong mấy tháng vừa qua, cái vấn đề bằng thì bằng thật nhưng mà học thì học giả, hoặc là có một ông vừa rồi đó đó thì cũng chẳng hiểu ông tiến sĩ ở đâu ra, ông đề nghị sửa cái cách viết tiếng Việt chẳng hạn, đó đó là nó làm cho mọi người ngỡ ngàng bàng hoàng, mà không thể tưởng tượng được rằng là đất nước có bao nhiêu chuyện ưu tiên phải làm mà tại sao những cái thành phần gọi là ưu tú của họ lại có những cái chuyện nó ngớ ngẩn như vậy. Thì cái đó đó chúng ta cũng nên cẩn thận. Không phải rằng là mình phân tích cái này đặng để trong cái tinh thần người ta cứ gọi là chống cộng hay là chống cộng quá khích vân vân, không phải. Tại vì cộng sản nó có khi nó cũng sẽ phải tiêu vong như là nó đã từng tiêu vong ở nhiều quốc gia khác. Nhưng mà cái còn lại đó, nó xây dựng lại cái đất nước Việt Nam nó ra làm sao? Nếu với những cái thành phần ưu tú của họ bây giờ đó là ngớ ngẩn như vậy, thì cái đó thì chúng ta phải lo, là tại vì cái tương lai đó, thế hệ về sau nó sẽ phải xây dựng lại, phải xây dựng ra làm sao với cái hiện tại gọi là nó tan hoang, nó nát bét nó như vậy. Thì cái đó tôi nghĩ rằng là chúng ta nên theo dõi, chúng ta nên tìm hiểu, và chúng ta biết rằng là dân tộc Việt Nam rất là anh hùng, tổ tiên của chúng ta đó đó đều cố gắng, nhiều thế hệ đã cố gắng bảo vệ được nền độc lập, nhưng mà cái tầng lớp ưu tú ở trên đó đó chọn sai cái con đường đó và làm cho xứ sở của chúng ta đó đó lụn bại dần, sau khi đã có mấy trăm năm ở đằng trong là một cường quốc trong vùng Đông Nam Á, buôn bán với lại tất cả các cái quốc gia khác, tiếp cận với lại Hòa Lan, với Bồ Đào Nha, và mở mang đất nước của chúng ta qua những cái việc mà buôn bán trước tiên với người Nhật, sau đó với người Hoa, sau đó với lại các cái sắc dân khác ở trong cái vùng Đông Nam Á đó, thì chúng ta đã có lúc là một quốc gia mà mở cửa ra thế giới bên ngoài, đó là cái đằng trong. Thì trong phần 2 đấy thì tôi sẽ xin được trở lại cái chuyện đằng trong và có thể phần nào giải thích vì sao đó chúng ta có một cái lỗ hổng quá lớn trong một cái giai đoạn 300 năm của đất nước chúng ta, từ khi Chúa Nguyễn Hoàng đi vào Thuận Hóa rồi mở xuống đến Quảng Nam rồi phát triển ra đến tận Hà Tiên chẳng hạn, tiếp nhận được bao nhiêu những cái điều hay, cộng tác với lại nhiều sắc dân khác mà trong đó chứ không có cái tinh thần gọi là kỳ thị hay là sợ sệt gì cả, đã thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Tàu, mà cuối cùng sau đó, đó lại rơi lại cái ảnh hưởng của Tàu, để cho 1558 thì mở cửa ra, và đến 1858 đó, đó thì nước Pháp bắn vào đất nước chúng ta, và 25 năm sau đó, đó là cai trị đất nước chúng ta chỉ chặt ra làm ba khúc. Thì chúng ta sẽ trở lại cái phần đó. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi
thực hiện một cái chương trình và trên một cái phiên bản mới, tôi lấy tên nó là Dynamic Forum, và tôi mong rằng là nó sẽ không có làm cho quý vị và các bạn thấy phiền lòng bực bội. Cảm ơn quý vị và các bạn.